Và kính thưa quý vị thấy từ nãy giờ là ba ca sĩ đã trình bày với tất cả quý vị, đến với tất cả quý vị. Và chỉ còn có một người thôi mà trước khi mà nam ca sĩ Lê Toàn hát nhạc phẩm này, Thành xin được mạn phép để quảng cáo cho cái show New Year's Eve Party. Quý vị nào mà có đến quận Cam, mà Toàn anh nghĩ cái bữa đó là rất là nhiều party ở khu này phải không? Thành ra kính thưa quý vị, đây là một trong những party của New Year's Eve của quận Cam. Thành xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị. Xin mời anh Thiện zoom vào cho Thành cái. Đây là cái show của nam ca nhạc sĩ Lê Toàn. Sẽ được, bây giờ Toàn nói sơ sơ đi, làm ở đâu và ngày 31 tháng 12. Dạ, kính thưa quý vị, cái show này thì Lê Toàn làm gọn hơn một tí. Ở China Fish Restaurant với những ca sĩ Hằng Nga, Chiêu Phương, Vivian Quỳnh Như và Long Hồ cũng như Lê Toàn. Đặc biệt là Lê Toàn lấy cái tên Constellations là ban nhạc đầu tiên của Lê Toàn trong trường Ta Be hồi còn bé, trường trung học. Thì bây giờ Lê Toàn điều khiển cái ban nhạc đó. Lấy tên là cái gì? Constellations, tức là chòm sao đó anh. Constellation. Yeah. Original name. Yeah, okay, good. Ngày 31 tháng 12, quý vị nào mà có tại đây là quý vị sẽ có rất nhiều cái chỗ mà quý vị lựa mà đi. Đây là một trong những cái chỗ là tại China Feast Restaurant, kính thưa quý vị, vào ngày 31 là chương trình New Year's Eve của nam ca sĩ Lê Toàn. Thì bây giờ Toàn nhím chúc chúc coi cái bữa đó là quý vị sẽ được nghe những cái gì. Thế anh Thành, kính thưa quý vị, show của Lê Toàn thì hôm đó đặc biệt là nhiều, rất là nhiều nhạc oldies, nhạc Pháp và nhạc Mỹ, cũng có nhạc Việt Nam vậy. Và chương trình liên tục dancing all night long, cheering, rất là nói ít. Tức là đây là anh có thấy này, less talk, more fun. Yeah. Nói ít, vui nhiều hơn. Đó. Mau xỉn. Xin mời Lê Toàn. Lê Toàn giới thiệu bài hát đi, please. Kính thưa quý vị, hôm nay Lê Toàn rất hân hạnh trở lại với chương trình của anh Công Thành. Và Lê Toàn xin hát một bài của Julio Iglesias. Đó là một trong những nam ca sĩ mà Lê Toàn rất là ái mộ và đã hát rất là nhiều bài. Một bài mà cũng ít người hát. Bài này thì originally nó là Caminito. Và bây giờ Lê Toàn xin hát bằng tiếng Pháp, đó là Quand tu n'es plus là. Je caresse du bout de mes rêves, du bout de mes doigts, je dessine en secret ces trésors que tu m'as révélés, ces trésors que je vais retrouver. Je caresse les fruits de tes lèvres, les fruits de ta bouche, et je suis malheureux, malheureux. Malheureux d'être loin de nous deux. Quand tu n'es plus là, je te cherche encore, et mes doigts dessinent l'ombre de ton corps. Je te cherche encore, et tu sais pourquoi. J'ai le mal de vivre quand tu n'es plus là. J'imagine du feu sous la cendre, du feu dans mes veines, un soleil de minuit. Ton plaisir et le mien réunis,
et toujours la tendresse infinie. J'imagine ces gestes si tendres qui font de l'amour un peu plus que l'amour. Et j'attends chaque nuit, chaque jour, et j'attends chaque instant ton retour. Quand tu n'es plus là, je te cherche encore, et mes doigts dessinent l'ombre de ton corps. Je te cherche encore, et tu sais pourquoi. J'ai la main de vivre quand tu n'es plus là. Bài này hay quá anh Tân. Cảm ơn Phi Khanh. Anh Thành ơi.